Câu chuyện bắt đầu vào năm 1818. Cậu bé Lincoln đang đi cùng bố mẹ làm việc ở trang trại để trả nợ. Anh là hậu duệ của những người nhập cư Anh, cuộc sống khốn khó từ khi còn nhỏ. Một ngày nọ, một số người quản lý không nói lý do gì mà đưa vài nô lệ lên thuyền. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, Lincoln để bảo vệ người bạn tốt của mình lao lên với một cái rìu. Nhưng sức lực của Lincoln chắc chắn là không đủ. Thấy tình hình không ổn, cha của Lincoln xông lên ném một vài quản lý xuống nước. Mọi chuyện đã trở nên phức tạp. Chủ nông trường Jack Bat cũng ra mặt giải quyết, nhưng hắn không động tay chân, chỉ dọa rằng có nhiều cách khác để trả nợ. Vào ban đêm, Jack Bat lẻn vào giường của mẹ Lincoln, để lộ gương mặt tái mét, vô cùng đáng sợ. Ngày hôm sau, mẹ của Lincoln qua đời, người cha u uất buồn bã cũng qua đời 9 năm sau đó. Khi Lincoln lớn lên, anh muốn trả thù cho cha mẹ mình, vì vậy, vào giữa đêm nọ, anh cầm khẩu súng trên tay tìm tới Jack Bat, bắn một phát khiến hắn ta nhắm mắt lại. Nhưng chỉ vài giây trôi qua, Jack Bat lại đứng lên, còn mở cái miệng đầy máu mà cắn người, đây là tình huống gì vậy? Vào lúc quan trọng, thợ săn Henry đã xuất hiện kịp thời, đánh cho Jack Bat bỏ chạy. Ngày hôm sau, Henry nói với Lincoln rằng tên Jack Bat đó là một ma cà rồng, đồng loại của hắn ta được tìm thấy ở mọi tiểu bang và thành phố. Lincoln cầu xin Henry dạy anh cách săn ma cà rồng. Henry nói có thể dạy Lincoln nhưng chỉ khi anh buông bỏ hận thù. Lincoln vẫn muốn trả thù nhưng để học hỏi, anh vẫn đồng ý. Sau đó Henry đưa Lincoln đi chọn vũ khí. Lincoln không giỏi sử dụng súng, vì vậy đã chọn một cái rìu, mà Lincoln rất giỏi sử dụng rìu, chỉ vài cái chặt đã chặt một cây lớn làm đôi. Sau đó, Henry đã truyền lại tuyệt học cả đời của mình cho Lincoln và nói với Lincoln, ma cà rồng đã tiến hóa để thích nghi với ánh mặt trời trong những năm qua, cũng có siêu năng lực ẩn mình, thứ duy nhất có thể giết họ là vũ khí làm bằng bạc. Kẻ cầm đầu của ma cà rồng tên là Adam và hắn ta có một em gái, họ thành lập một vương quốc ở miền Nam Hoa Kỳ, gần đây vô số người đã bị giết trên đường đi về phía Bắc. Thời gian trôi đến năm 1837, Henry đưa Lincoln đến một thị trấn nhỏ để anh trở lại cuộc sống bình thường nhưng điều kiện là không thể có gia đình và bạn bè, vì tất cả đều là phiền phức. Lincoln ổn định cuộc sống ở một cửa hàng tạp hóa, quen biết một ông chủ dũng cảm Speed và một tiểu thư quý tộc Mary. Ban ngày Lincoln trông coi cửa hàng, săn ma cà rồng vào ban đêm, vì sợ làm liên lụy Mary và lời hứa với Henry không được kết bạn. Vì vậy Lincoln luôn từ chối những lúc Mary đối tốt với anh. Một đêm nọ, người bạn lúc nhỏ của Lincoln, William tìm đến anh nhờ giúp đỡ. Hai người vui mừng ôm nhau sau một thời gian dài xa cách. Đồng thời Lincoln, với sự giúp đỡ của Mary bắt đầu phát biểu ở những nơi công cộng. Lincoln đã đọc rất nhiều sách luật, vì vậy anh phát huy rất tốt, dần dần nổi lên trên chính trường. Bỗng một ngày Henry đích thân đến đây và yêu cầu Lincoln ám sát người mà Lincoln muốn giết nhất là Jack Bat. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lincoln lập tức đi ngay, một trận chiến lớn chính thức bắt đầu. Cảnh chiến đấu này giống như một bộ phim võ thuật. Sau một cuộc xô sát, Jack Bat lấy được cái rìu nhưng chém không trúng Lincoln. Lincoln đã nắm lấy cơ hội này, bắn vào đầu Jack Bat và giết hắn ta. Hóa ra tay cầm của chiếc rìu này là một khẩu súng rất thần kỳ. Henry đang hút máu một tên khốn trong một con hẻm nhỏ. Hóa ra Henry này cũng là ma cà rồng. Cảnh tượng này đã vô tình bị Lincoln nhìn thấy. Trong cơn tức giận, Lincoln xông lên muốn giết chết Henry. Henry đã kể cho Lincoln nghe một câu chuyện. Nhiều năm trước khi Henry đi du lịch cùng vợ, tình cờ gặp một nhóm ma cà rồng do Adam dẫn đầu. Mặc dù Henry rất mạnh mẽ, đã giết rất nhiều ma cà rồng, nhưng vẫn không thể đánh bại Adam và bị biến thành ma cà rồng. Adam giết vợ trước mặt anh, Henry giận dữ lao đến với một con dao, nhưng phát hiện anh không thể đến gần. Hóa ra ma cà rồng không giết được ma cà rồng. Sau đó, Henry mới bắt đầu đào tạo những kẻ săn ma cà rồng như Lincoln để trả thù cho vợ của anh. Khi Lincoln biết được điều đó, anh đã quay đầu bỏ đi. Sau đó, anh kết hôn với Mary và sống một cuộc sống hạnh phúc. Kẻ cầm đầu ma cà rồng Adam sau khi biết Lincoln giết Jack Bat đã rất tức giận. Vì vậy, Adam đã cho người bắt William yêu cầu Lincoln đến biệt thự. Sau khi Lincoln biết được điều này, vội vàng đi cùng với Speed tới đó. Một trận chiến lớn lại bắt đầu. Mặc dù Lincoln rất mạnh nhưng có quá nhiều đối thủ, còn có hai cao thủ như anh em nhà Adam. Vì vậy cuối cùng vẫn bị trói vào ghế. Đúng lúc nguy cấp, Speed điều khiển xe ngựa lao vào kịp thời và lợi dụng anh em Adam chưa kịp phản ứng giải cứu Lincoln và William. Cả ba đã qua đêm trong nhà của một nô lệ. Sau khi về nhà, Lincoln quyết định bỏ rìu xuống, một lòng bước vào con đường chính trị và nhanh chóng trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Lincoln chủ trương xóa bỏ chế độ nô lệ, điều này được hỗ trợ bởi các bang phía Bắc nhưng đã bị các bang miền Nam phản đối, bởi vì các bang miền Nam phụ thuộc vào nền kinh tế đồn điền, cần rất nhiều nô lệ. Vì vậy, năm 1861 nội chiến bùng nổ. Trong nhiệm kỳ, Lincoln trực tiếp ban hành luật bãi bỏ chế độ nô lệ, anh nhanh chóng bị trả thù vì hành vi này, bởi vì các ma cà rồng do Adam lãnh đạo hỗ trợ các bang phía Nam. Vì vậy, em gái của Adam đã lẻn vào Nhà Trắng, cắn một cái vào cánh tay của con trai Lincoln. Chẳng bao lâu con trai của Lincoln phải nằm liệt giường, vết loét dày trên cánh tay, bác sĩ có kinh nghiệm cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lincoln hiểu mọi thứ chỉ bằng một cái nhìn. Không lâu sau đó, đứa con trai cũng qua đời. Đối với Lincoln, không chỉ gia đình gặp khó khăn, trận chiến phía trước cũng toàn tin xấu lặp đi lặp lại. Adam không biết xấu hổ để ma cà rồng gia nhập quân đội phía Nam, họ không những không sợ súng mà còn vô hình, có thể đánh bại một nhóm quân phía Bắc mà không cần tốn sức.
Vào lúc quan trọng này, Lincoln đã tìm ra cách khi nhìn thấy chiếc nĩa bạc, rèn bạc thành vũ khí thì sẽ loại bỏ được quân đội ma cà rồng ở phía nam. Vì vậy, Lincoln lập tức ra lệnh cho người của mình bắt đầu chế tạo vũ khí bạc. Trước mắt vẫn còn một vấn đề nữa, đó là làm sao vận chuyển vũ khí bạc ra tiền tuyến. Một nhiệm vụ quan trọng như vậy Lincoln quyết định tự mình làm, bắt đầu cầm lại rìu của mình, đưa theo Speed và William lên tàu hộ tống. Nhóm ma cà rồng do Adam dẫn đầu đã sớm bắt kịp, hai bên bắt đầu chiến tranh, trận chiến này rất thú vị. Lincoln và người bạn thân chỉ có một cái rìu, cả hai lần lượt chiến đấu với ma cà rồng. Một người đánh xong lại tới người kia đánh, một cảnh tượng rất tuyệt. Cuối cùng Adam cũng nắm được chiếc rìu và đánh họ xuống đất. Tại thời điểm này, Adam sắp biến Lincoln thành ma cà rồng. Henry đã đến kịp lúc, hai con ma cà rồng đánh từ nóc xe xuống gầm xe, vô tình làm đổ hộp gỗ, sau đó Henry bắt đầu cười. Hóa ra các hộp gỗ đều là đá, đây là chiến thuật dụ hổ rời núi của Lincoln. Adam rất tức giận, sau khi đánh bại Henry, hắn ta đã giết chết Speed. Cùng lúc đó, em gái của Adam đốt con đường gỗ phía trước, một vài chiếc xe tiếp theo đã không qua được, đã phải rơi vào ngọn lửa cuồng nổ. Lincoln và William vội vã tiến về phía trước, Adam điên cuồng đá vào cột hỗ trợ phía sau. Sau khi bắt kịp, Adam cũng sử dụng siêu năng lực tàng hình của mình. Lincoln biết mình không thể trốn thoát, vì vậy, Lincoln quấn chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc quanh tay mình, một cú đấm trúng bụng Adam sau khi xuất hiện, giết chết hắn ta và kết thúc trận chiến. Lincoln, Henry và William đều may mắn sống sót. Phía bên Mary đưa vũ khí bạc đến những người lính trên chiến trường. Trong lúc này, em gái của Adam vội vã chạy đến. May mắn thay, Mary không hoảng loạn, nhét con dao đồ chơi bằng bạc của con trai vào nòng súng, bắn em gái của Adam và giết chết cô ta. Đồng thời trên chiến trường, khi quân đội miền Bắc được trang bị vũ khí bạc, đội quân ma cà rồng phương Nam không còn bất tử, xông lên bao nhiêu thì sẽ chết bấy nhiêu. Quân miền Bắc nhanh chóng chiến thắng, Lincoln không chỉ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mà còn giải phóng nô lệ. Thời gian đến ngày 14 tháng 4 năm 1865, Lincoln đưa nhật ký của mình cho Henry và đi cùng vợ xem opera. Bạn bè am hiểu lịch sử đều biết, vào ngày này, Lincoln bị ám sát bởi một kẻ cuồng tín mà Henry đã sống cho đến bây giờ và vẫn đang tìm kiếm những con người thợ săn lùng ma cà rồng. Bộ phim đến đây là kết thúc.